Vào tháng 11 vừa qua, Toyota Crown Signia 2024 đã chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ thông qua triển lãm Auto Los Angeles. Đến nay, mẫu SUV cỡ trung này bất ngờ được bổ sung thêm phiên bản mắt meter với màu sơn đen mờ đặc biệt cực đẹp. Từ thiết kế cổ điển, thường được mặc định dành cho lớp người trung niên, giờ đây những thay đổi mang lại cho Crown vẻ hiện đại, mới mẻ mang tính thời đại. Ngoài ra, điểm thu hút sự chú ý còn ở khái niệm mới mà Toyota đưa ra, như thiết kế gầm cao hơn, kèm nhận xét của giới truyền thông, rằng một chiếc sedan nghĩ mình là SUV. Hãng xe Nhật Bản vừa chưa công bố sẽ có bao nhiêu chiếc Crown Mark Meter được sản xuất, chỉ biết rằng chúng sẽ có số lượng giới hạn. Mức giá khởi điểm cho Toyota Crown Mark Meter là 1 tỷ 2 rẻ hơn đáng kể so với các phiên bản cao cấp của Ford Everest. Nổi bật nhất của phiên bản này chính là màu sơn ngoại thất, màu xám kim loại. Từ trước đến nay, màu xám luôn được cho là dễ bám bụi. Nhưng điều này sẽ không tồn tại trên Toyota Crown bản đặc biệt. Theo Toyota, khả năng chống bám bẩn bền bỉ là điều tự hào trên Crown phiên bản đặc biệt này. Không dừng lại ở bên ngoài, bên trong khu vực nội thất phiên bản này cũng đã được thay đổi để mang lại cảm giác cao cấp nhất cho chủ nhân của nó. Về thiết kế, Toyota Crown Limited Mark Meter cũng được phát triển dựa trên phiên bản Crown ZSA Advancer cao cấp. Tuy nhiên, xe sẽ có một số điểm nhấn khác biệt ở ngoại thất và nội thất. Ngoài các nâng cấp trên, phiên bản giới hạn Crown Mark Meter sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.930mm, 1.880mm, 1.620mm và chiều dài cơ sở 2.850mm. Xe không mang kiểu dáng station wagon như trước, thay vào đó nhà sản xuất định vị Crown Mark Meter ở phân khúc SUV cỡ trung, ngang tầm Ford Everest. Ngoại thất xe vẫn gây ấn tượng với đê và bộ mâm có kích thước dài đèn LED định vị ban ngày hẹp và vuốt về phía sau, tạo thành hình chữ C. Lưới tản nhiệt dạng không viền và bộ mâm có kích thước 21 inch, đi kèm lốp Michelin. Bên trong, các nhà thiết kế của Toyota đã chọn chủ đề Black Lumis, bao gồm da đen, đường chỉ khâu màu đỏ, các điểm nhấn màu đen và các chi tiết kim loại trên bảng điều khiển. Dòng logo nhận diện Mark Meter cũng được in tinh tế cạnh cửa gió điều hòa. Các tính năng tiện nghi nổi bật, với màn hình cảm ứng trung tâm cùng kích thước 12.3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto không dây, hệ thống âm thanh JBL Premium Audio 11 loa, vô lăng 3 chấu, sạc điện thoại không dây, 5 cổng USB, ghế trước sưởi ấm làm mát, sưởi ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh. Về vận hành, Toyota Crown Limited Mark Meter mạnh mẽ hơn khi được trang bị hệ chuyển động hybrid tạo ra công suất tổng hợp 345 mã lực và mô men xoắn 542 Nm từ động cơ 2.4 tăng áp và động cơ điện kép. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ thống điện tử.